Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Thầy Thuốc của bạn. Thưa quý vị và các bạn, vi chất dinh dưỡng là những chất mà cơ thể chỉ cần một lượng rất nhỏ nhưng có vai trò rất quan trọng. Khi thiếu sẽ dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng cho cơ thể, đặc biệt là trẻ nhỏ. Vi chất dinh dưỡng gồm nhóm vitamin A, B, C, D, E và nhóm các nguyên tố khoáng canxi, phốt sắt, kẽm, iốt, xilin, đồng. Những chất này có nhiều trong các thức ăn nguồn gốc động vật, thực vật rất phong phú và đa dạng của Việt Nam. Tuy nhiên, rất nhiều bà mẹ do chưa hiểu biết đúng về vai trò cũng như là nhu cầu của vi chất dinh dưỡng nên đã bổ sung các vi chất không đúng cách dẫn đến tình trạng thừa chất và có nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Có 3 bệnh do thiếu vi chất dinh dưỡng quan trọng đang tác động đến sức khỏe cộng đồng là biếu cổ do thiếu iốt, thiếu máu dinh dưỡng do thiếu sắt và khô mắt do thiếu vitamin A. Ngoài ra, hiện nay một số vấn đề cũng cần quan tâm đó là bệnh còi xương do thiếu vitamin D vì hậu quả của thiếu vi chất này sẽ ảnh hưởng đến tầm vóc của con người. Vitamin, chất khoáng có nhiều vai trò sinh học, tham gia các quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Chất khoáng là thành phần quan trọng cấu tạo nên cơ thể. Canxi, phốt pho là thành phần chính của xương và răng. Chất khoáng có nhiều tác dụng trong các chức năng sinh lý và chuyển hóa của cơ thể, duy trì áp lực thẩm thấu. Ăn thiếu chất khoáng sẽ sinh ra nhiều bệnh. Thiếu máu dinh dưỡng do thiếu sắt. Sắt là thành phần của huyết sắc tố, tham gia quá trình vận chuyển oxy và giữ vai trò quan trọng trong hô hấp tế bào. Thiếu sắt gây thiếu máu, đây là tình trạng thường gặp ở trẻ em khi bị thiếu máu trẻ thường có biểu hiện da xanh niêm mạc môi lưỡi mắt nhợt nhạt trẻ kém hoạt bát học kém thiếu tập trung hay buồn ngủ khi bị thiếu máu nặng trẻ hay bị viêm nhiễm đường hô hấp và các bệnh nhiễm khuẩn khác để tăng hấp thu sắt nên ăn hoa quả chín để cung cấp nhiều vitamin c coi xương do thiếu canxi và vitamin d trong cơ thể canxi có vị trí đặc biệt. 98% canxi nằm ở xương và răng. Vì vậy, canxi rất cần thiết đối với trẻ em có bộ xương đang phát triển. Khi thiếu vitamin D sẽ làm giảm hấp thu canxi ở ruột, cơ thể sẽ huy động canxi ở xương vào máu, gây rối loạn quá trình khoáng hóa xương. Biểu hiện sớm của còi xương là trẻ hay quấy khóc, nôn chớ, ngủ không yên giấc, hay ra mồ hôi trộm, rụng tóc, thóp rộng chậm liền, bờ thóp mềm, đầu to, răng mọc chậm, lồng ngực dô, chậm biết ngồi, biết đi, biến dạng xương, chân vòng kiềng, chữ bát. Các thực phẩm có nhiều canxi, tôm, tép, cua, cá, sữa, phô mai, rau rền, rau mồng tơi, vitamin D, có nhiều trong dầu gan cá, cá biển, gan, trứng gà. Biếu cổ do thiếu iốt. Iốt là vi chất dinh dưỡng rất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể, cần cho tổng hợp hóc môn tuyến giáp duy trì thân nhiệt, phát triển xương, quá trình biệt hóa và phát triển của não và hệ thần kinh trong thời kỳ bào thai. Khi cơ thể bị thiếu iốt tuyến giáp làm việc nhiều hơn để tổng hợp thêm nội tiết tố giáp trạng nên tuyến giáp to lên gây ra biếu cổ. trẻ bị thiếu iốt chậm phát triển trí tuệ chậm lớn nói ngọng ngẫng ngãng học kém thiếu nặng trẻ có thể bị đần độn các thực phẩm có nhiều iốt là các loại cá biển rong biển rau cải son tảo suy dinh dưỡng thấp còi do thiếu kẽm kẽm có vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng miễn dịch giúp cơ thể chuyển hóa năng lượng hình thành các tổ chức thiếu kẽm làm trẻ chậm lớn biếng ăn giảm sức đề kháng hay mắc bệnh nhiễm khuẩn suy dinh dưỡng và chậm phát triển chiều cao Thực phẩm có nhiều kẽm gồm lòng đỏ trứng gà, sò, chai, hến, lươn, ốc, củ cải, đậu tương, đậu nành. Thiếu vitamin A và bệnh khô mắt. Vitamin A có vai trò quan trọng đặc biệt đối với trẻ nhỏ, giúp trẻ lớn và phát triển bình thường, tăng cường khả năng miễn dịch bảo vệ các biểu mô giác mạc, da, niêm mạc. Khi thiếu trẻ chậm lớn, còi cọc hay bị mắc các bệnh nhiễm khuẩn như tiêu chảy, viêm đường hô hấp, thiếu nặng sẽ bị khô loét rác mạc, dẫn đến mù lòa. Các thực phẩm có nhiều vitamin A như thịt, gan, trứng gà, sữa, lươn, rau xanh, quả có màu vàng, đỏ, gấc, cà rốt, bí đỏ, xoài, đu đủ. Có nhiều beta-carotin, tiền vitamin A phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng chủ động và an toàn nhất là thông qua nguồn thực phẩm để bổ sung vitamin và các khoáng chất trong từng bữa ăn các nhà dinh dưỡng đã khuyến cáo bữa ăn cần đa dạng phối hợp nhiều loại từ bốn nhóm thực phẩm và thường xuyên thay đổi ngay từ khi trẻ mới bắt đầu ăn bổ sung khuyến khích các bà mẹ cho con bú ngay sau sinh để trẻ bú được sữa non vì trong sữa non hàm lượng vitamin a cao giúp trẻ khỏe tăng sức đề kháng và chống được bệnh. Trẻ nhỏ cần được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu vì sữa mẹ là nguồn thực phẩm tự nhiên có đủ vi chất dinh dưỡng đáp ứng được nhu cầu của trẻ. Những thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục thầy thuốc tuần này của Đài Phát thanh truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.